Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm 2017, thứ năm tuần 2 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Chữa lành nhiều bệnh nhân. Lời Chúa trong sách Marco chương số 3 câu 7 đến 12. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ từ miền Galilê. Người ta lũ lượt đi theo người và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon. Người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người mà kêu lên: Ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngạc chúng không được tiết lộ người là ai. Lời suy niệm. Bài tin mừng hôm nay được coi là một bản tóm lược những hoạt động của Đức Giêsu tại vùng phía biển hồ. Có vẻ Ngài rút lui về vùng này không phải vì sợ bị hãm hại, nhưng để mở rộng phạm vi hoạt động hơn. Như trước đây không lâu, mọi người từ vùng Giu-đê và Jerusalem kéo tới xin chịu thanh tẩy bởi ông Gioan. Giờ đây, một đám đông lớn hơn từ khắp mọi vùng đổ xô đến với Đức Giêsu. Có thể nói cả dân Israel hào hứng tụ họp bên Ngài. Chưa bao giờ Đức Giêsu thành công đến thế. Nhưng nhiều người trong đám đông khổng lồ này lại là những bệnh nhân. Họ theo Đức Giêsu vì họ đã nghe biết những phép lạ chữa bệnh Ngài làm. Đức Giêsu xin các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền để nếu bị chen lấn quá trên bờ, Ngài còn có thể xuống thuyền mà tránh đám đông. Những bệnh nhân tin rằng mình có thể được chữa lành nhờ chạm đến Ngài. Có những người chỉ xin chạm vào tua áo choàng của Ngài. Họ không chờ Đức Giêsu đến với họ. Chính họ chủ động chen lấn để chạm đến Đức Giêsu. Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì. Họ chỉ cần chạm đến trong lòng tin là mọi bệnh tật được họ chữa khỏi. Dù y khoa đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ai có thể thống kê hết số bệnh nhân trên thế giới? Con người hôm xưa chạy đến với Đức Giêsu để xin chữa lành khỏi ách nặng nề của bệnh tật thân xác và tinh thần. Con người hôm nay cũng chạy đến với giáo hội để xin được chữa lành. Mọi nhà thương, phòng khám bệnh hay phát thuốc của người Công giáo đều là nơi các bệnh nhân gặp được Đức Giêsu. Nơi đây họ chạm được vào con người nhân hậu của Ngài. Và nơi đây, Đức Giêsu chạm đến họ qua bàn tay của những y bác sĩ Công giáo. Con người hôm nay nhận ra Chúa Giêsu không nhờ sự giới thiệu của quỷ, ông là con Thiên Chúa, nhưng nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y sống như Giêsu. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu sự bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà Ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.